student, warmly welcome to our lesson. Cô xin chào các em. Chào đón các em đến với chương trình hướng dẫn ôn tập môn tiếng Anh lớp 9. Bài học của chúng ta hôm nay sẽ gồm có 5 phần. The first is correcting homework. The second, wish. The third, word formation. Next, practice. And the last one, homework. Now let's start with the first part. Correcting homework. Rewrite the following sentences using the words given. We have 5 sentences. Ở buổi học hôm trước, các em đã được ôn tập lại cách dùng mệnh đề nhượng bộ, although, even though, despite, in Vậy các em hãy vận dụng những kiến thức đó để viết lại những câu này. Chúng ta cùng bắt đầu câu số 1. Sau so inspire là một cụm danh từ. Chúng ta sẽ chuyển best lên trước weather. Vậy câu này được viết lại như sau. Inspire the best weather they may need to come to class on time. Câu số 2. Sau so also là một mệnh đề. Chúng ta sẽ chuyển. Although Mr. Ba Eo, he runs 7 km before breakfast. Câu số 3, sau inspire là một cụm danh từ, ở đây chúng ta sẽ chuyển head thành having. Câu này sẽ được viết lại. Inspire having a bad cold, William still went to work. Câu số 4, sau even though sẽ là một mệnh đề, bởi vậy chúng ta sẽ kết hợp hai câu này như sau. Even though the test were difficult, we could do it. Câu cuối cùng, chúng ta có sau o là một mệnh đề. Bởi vậy, chúng ta sẽ viết lại. Although he very strong, I am not afraid of him. Như vậy, chúng ta đã vừa chữa xong bài tập về nhà. Các em hãy cùng so sánh và đối chiếu với đáp án. Các em thân mến, trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều mong ước được như ý muốn. Vậy, làm thế nào để diễn đạt những mong ước đó trong tiếng Anh? Trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau ôn tập Câu điều ước trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm câu điều ước câu điều ước diễn tả mong muốn ước muốn hay sự hối tiếc về một sự việc ở tương lai hiện tại và quá khứ để tỏ ý mong muốn sự việc trái ngược với sự thật mong muốn tình hình thay đổi cô có ví dụ i wish my children would stop making noise tôi ước rằng những đứa trẻ sẽ không làm ồn ào, vậy tại thời điểm hiện tại những đứa trẻ đang ồn ào nên tôi ước rằng chúng sẽ không mất trật tự nữa. Câu số 2. Mary wishes she knew his phone number. Ở đây bạn Mary không biết được số điện thoại của anh ấy nên cô ấy ước cô ấy có số điện thoại. Cô có ví dụ tiếp theo. My mother wishes she has seen the film last night. Mẹ tôi tiếc là đã không xem bộ phim tối hôm qua nên cô ấy ước rằng cô ấy đã xem bộ phim tối hôm qua. Vậy có những loại câu điều ước nào? Chúng ta sang phần tiếp theo. Về phân loại câu điều ước, câu điều ước có 3 loại cơ bản. Thứ nhất, future wish, câu điều ước ở tương lai. Tiếp theo, present wish, câu ước ở hiện tại. Và past wish là câu ước ở quá khứ. Chúng ta cùng xem ví dụ cô có ví dụ i wish the weather would be fine tomorrow tôi ước rằng thời tiết vào ngày mai sẽ đẹp đây là câu ước ở tương lai tiếp theo i wish the weather will fine today tôi ước rằng hôm nay trời đẹp đây là ước ở hiện tại còn nếu như cô nói câu ước ở trong quá khứ cô sẽ nói như sau i wish the weather had been fine yesterday tôi ước rằng ngày hôm qua thời tiết đẹp Bây giờ cô trò mình sẽ cùng đi tìm hiểu câu ước ở tương lai future wish. Câu ước ở tương lai được sử dụng để thể hiện mong ước một việc nào đó xảy ra hoặc một điều gì đó tốt đẹp trong tương lai. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ. She wishes that we could attend her wedding next week. Ở đây ta có we là chủ ngữ Could là động từ khuyết thiếu. Attend là động từ ở dạng nguyên thể. Ví dụ thứ hai. I wish the children would not have an exam tomorrow. Cô có the children là chủ ngữ. Would not là động từ khuyết thiếu ở dạng phủ định. Have là một động từ nguyên thể. Vậy, mệnh đề sau wish sẽ có dạng chủ ngữ cộng would cộng với động từ ở dạng nguyên thể chúng ta có công thức sau chủ ngữ cộng wish hoặc wishes cộng rát cộng chủ ngữ cộng út hoặc cút cộng động từ nếu như câu ước ở dạng phủ định chúng ta sẽ thêm not vào sau út hoặc cút khi đặt câu chúng ta sẽ chia động từ wish phù hợp với chủ ngữ và với thì của câu tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu present wish câu điều ước ở hiện tại Câu điều ước ở hiện tại được sử dụng để thể hiện mong ước một điều gì đó không có thật ở hiện tại hoặc giả định một điều trái ngược so với thực tế. Trước khi vào tìm hiểu công thức, chúng ta cùng xét ví dụ. Tom wishes that he had a big house. Ở đây, ta có he là chủ ngữ. had là một động từ. Và động từ had này là động từ chia ở quá khứ đơn ví dụ thứ hai i wish i live near my parents chúng ta có chủ ngữ i live là một động từ có quy tắc chúng ta thêm ed vậy nhìn vào hai ví dụ này chúng ta có thể thấy sau so wish là một mệnh đề và mệnh đề sau so wish ở thì quá khứ đơn vậy ta có công thức sau chủ ngữ cộng wish hoặc wishes cộng giác, cộng chủ ngữ và cộng động từ ở quá khứ đơn. Cô trò mình vừa tìm hiểu xong câu điều ước ở hiện tại. Chúng ta sẽ chuyển sang câu điều ước ở quá khứ, past wish. Câu điều ước ở quá khứ được sử dụng để thể hiện mong ước thường là nuối tiếc về một việc không có thật ở quá khứ hoặc giả định điều đó trái ngược với quá khứ. Cô có ví dụ sau. Ba the exam. He wishes he has studied harder at school. Ba đã thi trượt kỳ thi và anh ấy ước anh ấy đã học tập chăm chỉ hơn. Ở đây ta có mệnh đề sau wish he là chủ ngữ, động từ trong câu có dạng had cộng với quá khứ phân từ, vậy mệnh đề sau wish sẽ ở dạng quá khứ hoàn thành. Chúng ta cùng xét ví dụ thứ hai. They wish that they hadn't eaten so much yesterday. Ở đây ta có they là chủ ngữ, hadn't eaten là phủ định của quá khứ hoàn thành. Vậy nhìn vào hai ví dụ này chúng ta có thể thấy sau so wish mệnh đề sẽ ở thì hiện tại hoàn thành. Ta có công thức chủ ngữ cộng wish or wishes cộng giác cộng chủ ngữ cộng had và cộng quá khứ phân tử. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng if only thay cho chủ ngữ cộng wish hoặc wishes. Nó mang sắc thái mạnh hơn và càng không thể thực hiện được hơn. Ta có, chủ ngữ cộng wish hoặc wishes cộng một mệnh đề thì sẽ bằng if only cộng với mệnh đề. Cô có ví dụ sau. I wish that you live near my house sẽ bằng với if only that you live near my house. If only my brother was hoặc were here. Chúng ta cùng nhìn vào động từ to be trong câu này. Was hoặc were. Đối với câu ước, chúng ta dùng was cho các ngôi I, she, he, it. Và dùng were cho tất cả các ngôi. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các cách dùng khác của wish. Cô có wish cộng với tu vật chúng ta dùng cấu trúc này để diễn tả mong muốn của bản thân thay cho would like trong những trường hợp trang trọng ví dụ i wish to speak to the headmaster sẽ bằng với i would like to speak to the headmaster hoặc cô có ví dụ khác i wish to talk to the manager tôi ước được nói chuyện với quản lý của bạn sẽ bằng với cấu trúc sẽ bằng với câu I would like to talk to the manager. Cách dùng khác, ta có wish cộng tân ngữ cộng something, chúc ai đó điều gì. Cấu trúc này wish cấu trúc này được sử dụng trong các lời chúc mong muốn ai đó có được những điều gì đó. Ví dụ, I wish him a happy birthday. Hoặc, they wish us a merry Christmas. Họ chúc chúng tôi có một Giáng sinh an lành. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu khái niệm và các cách dùng của wish. Bây giờ, cô trò mình sẽ vận dụng để làm các bài tập sau. Choose the best answer A B, C, or D. Number one. I wish I speak French. A, should. B, could. C, can. D, will. Number two. My sister wishes she to play the piano when she was young. A, learnt. B would learn C would learn D had learnt Number 3 I wish someone me with that work tomorrow A help B Helped, C would help D had helped 4 If only I. There for my holiday last year, I didn't enjoy it. A. Didn't go. B. Hadn't gone. C. Wouldn't go. D. Would go. Number five. why isn't good at drawing. She wishes she better. A. Drew. B. draw, C. D. Bây giờ chúng ta sẽ xác định những câu này đâu là câu ước ở hiện tại, quá khứ và tương lai. Các em hãy cùng suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cô có câu số 1. tôi ước rằng tôi có thể nói tiếng Pháp. Câu này dùng để diễn tả khả năng nên chúng ta sẽ dùng. Cốt. Vậy B sẽ là đáp án cho câu số 1 Câu số 2 Ở đây chúng ta thấy When she was young Là một mốc thời gian ở trong quá khứ Nên chúng ta phải dùng câu with ở quá khứ Sẽ có dạng Sau with Động từ sẽ chia ở quá khứ hoàn thành Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án D Had learned. My sister Wishy, she had learned to play the piano when she was young. Câu số 3 có Tomorrow's, câu ước ở tương lai. Vậy, mệnh đề sau Wish ở câu ước trong tương lai sẽ có dạng út cộng động từ nguyên thể. Câu số 3, chúng ta sẽ chọn ý C. I wish someone would help me with that work tomorrow's. Câu số 4, chúng ta thấy có last year. Đây là một mốc thời gian trong quá khứ. Bởi vậy, mệnh đề sau wish chúng ta sẽ phải chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành. Chúng ta có if only I hadn't gone there for my holiday last year, I didn't enjoy it. Câu số 5, bạn Hoa không vẽ đẹp nhưng cô ấy ước rằng cô ấy có thể vẽ đẹp thì đây là một câu ước ở hiện tại. Chúng ta sẽ chia động từ ở mệnh đề sau wish ở quá khứ đơn. Vậy ta có câu Hoa isn't good at drawing. She wishes she drew better. Như vậy chúng ta đã vừa vận dụng các kiến thức của câu wish để làm bài tập. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng chuyển sang một dạng bài mới đó chính là cấu tạo từ wish formation. Ở phần này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách thành lập và vị trí của một số động từ, danh từ, tính từ và trạng từ. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về vị trí và cấu tạo của danh từ. Thứ nhất, cách thành lập danh từ. Chúng ta cùng theo dõi bảng sau. Đối với một số động từ, chúng ta sẽ thêm đuôi sừng để tạo thành danh từ. Ví dụ, invention, pollution, Chúng ta thêm đuôi ẩn Cô có ví dụ Performance Importance Chúng ta có thể thêm Hậu tố mình Cô có ví dụ Entertainment Environment Hoặc để tạo thành danh từ chỉ người Chúng ta lấy động từ thêm đuôi ở Ví dụ Farmer Teacher hoặc thêm đuôi cô có Inventor hoặc Translator. Đối với một số các tính từ, để tạo thành danh từ, chúng ta sẽ thêm đuối Need. Cô có ví dụ Happiness, Friendliness. Vậy những danh từ này sẽ đứng ở vị trí nào trong câu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần tiếp theo về vị trí của danh từ. Cô có ví dụ. My teacher gave a lecture yesterday. Ở đây ta có teacher là một danh từ. gave là động từ và sau động từ gave là a lecture là một danh từ. Vậy chúng ta thấy danh từ teacher có thể đứng trước động từ để làm chủ ngữ ở trong câu. Và danh từ lecture có thể đứng sau động từ để làm tân ngữ ở trong câu. Ta có vị trí của danh từ danh từ cộng động từ hoặc động từ cộng với danh từ. Tiếp theo, ta có ơ, ân, the, hoặc many, must, a lot of. Tức là các mạo từ hoặc là các lượng từ cộng với lại danh từ. Cô có ví dụ, a lot of workers. Vị trí tiếp theo, danh từ sẽ đứng sau các tính từ sở hữu. Ví dụ như my, his, her, our, Ví dụ, his house or uh, my friend. Tiếp theo, danh từ sẽ đứng sau tính từ. Cô có ví dụ, a beautiful girl or uh, a good book. Bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách thành lập của tính từ. Đối với một số động từ hoặc danh từ, chúng ta sẽ thành lập tính từ như sau một số danh từ khi thêm full chúng ta sẽ được tính từ cô có ví dụ như là beautiful or wonderful hoặc thêm hậu tố us cô có dangerous or poisonous hoặc hậu tố able cô có ví dụ enjoyable hoặc comfortable chúng ta có thể thêm hậu tố e để được tính từ cô có ví dụ Sunny, or uh, rainy. Hoặc hậu tố less, cô có. careless hoặc harmless. Chúng ta có thể thêm hậu tố or, oh, ví dụ. National, or uh, traditional. Ngoài ra, chúng ta có thể thêm hậu tố ative, hoặc là if. Để đưa các tính từ, cô có ví dụ sau. Informative, or uh, affected. Vậy những tính từ này sẽ đứng ở vị trí nào trong câu? Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Vị trí của tính từ. Có có, tính từ sẽ đứng sau các mạo từ như ơ, ân, dơ và đứng trước danh từ. Cô có ví dụ. An interesting book. Hoặc đứng sau động từ to be. Cô có. She is tall and slim. Tiếp theo, tính từ có thể đứng sau một số các động từ đặc biệt như become, get, look, feel, taste, smell, seem. Ví dụ như it becomes hot. Vị trí tiếp theo đó là tính từ có thể đứng sau một số trạng từ, cô có ví dụ. I'm terribly sorry. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về cách thành lập và vị trí của động từ. Chúng ta có thể thành lập động từ bằng một số cách sau. Thứ nhất, thêm tiền tố dis vào trước một số động từ, ví dụ như dislike, disappear, disagree. Tiếp theo, tiền tố mis cộng với động từ, cô có misread, đọc sai, misunderstand là hiểu nhầm. Tiếp theo, Tiền tố over cộng với động từ cô có overweight or overheat hoặc thêm tiền tố re vào trước một động từ cô có rewrite là viết lại hoặc là reuse sử dụng lại. Chúng ta có thể thêm tiền tố in vào trước tính từ cô có enrich hoặc là enlarge. Tiếp theo tính từ hoặc danh từ cộng với hậu tố n cô có widen hoặc là sharpen một cách thành lập khác của động từ đó chính là chúng ta có thể thêm vào sau tính từ hoặc sau danh từ hậu tố I cô có ví dụ socialize hoặc memorize vậy vị trí của động từ sẽ đứng ở đâu ở trong câu chúng ta có động từ sẽ đứng sau chủ ngữ cô lấy ví dụ Miss Lan works in the hospital. Chủ ngữ trong câu này là Miss Lan và động từ works. Cô có ví dụ thứ hai. That is the boy who helped me to find the house. Ở đây, động từ have đứng sau đại từ quan hệ. Who đóng vai trò là chủ ngữ. Vị trí thứ hai là động từ có thể đứng sau trạng từ chỉ tần suất. Nếu là động từ thường, cô có ví dụ My sister usually walks to school. Trong câu này ta có usually là một trạng từ chỉ tần suất, walks là một động từ thường. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về trạng từ. Cách thành lập trạng từ. Chúng ta có hầu hết các tính từ khi thêm đuôi ly sẽ tạo thành trạng từ. Cô có ví dụ Short, softly hoặc careful sẽ chuyển thành carefully. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như good sẽ chuyển thành well. hot vẫn giữ nguyên là hot. fast fast hoặc early vẫn chuyển thành early và let vẫn giữ nguyên là let. Các em lưu ý những trường hợp ngoại lệ. Cô trò mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về vị trí của trạng từ ở trong câu. Trạng từ đứng sau động từ thường, nếu động từ có tân ngữ thì đứng sau tân ngữ. Chúng ta cùng theo dõi ví dụ. She drives carefully. Ở đây, động từ là drive và trạng từ carefully. Vậy, trạng từ sẽ đứng sau động từ. Cô có ví dụ khác. She drives her car carefully. Drives ở đây là động từ. Her car là một tân ngữ. Và carefully là trạng ngữ. Ở đây ta có drives là động từ. Her car là một tân ngữ. Và carefully là trạng từ. Vậy trạng từ sẽ đứng sau tân ngữ. Tiếp theo, trạng từ có thể đứng trước động từ chính ở trong câu. Cô có ví dụ, is were completely destroyed. Ở đây, completely là trạng từ và destroyed là một động từ. Hoặc trạng từ có thể đứng trước một số tính từ. Cô có ví dụ, is extremely cold. Ở đây, trạng từ extremely sẽ được đứng trước tính từ cold. Chúng ta đã vừa tìm hiểu cách thành lập và vị trí của danh từ tính từ, động từ và trạng từ. Bây giờ chúng ta hãy vận dụng để làm bài tập sau. Cô có bài tập. Exercise 1. Give the correct form of the capital words. Ta có câu số 1. Sau is là một tính từ. Bởi vậy từ use chúng ta sẽ phải chuyển thành useful. Cô có I like this website because it is e useful for me. Câu số 2, event là một danh từ, trước danh từ phải là một tính từ. Bởi vậy, danh từ culture chúng ta phải chuyển về tính từ là cultural. Câu số 2, ta có He'd like to take part in many cultural events. Câu số 3, ở đây chúng ta thấy sau động từ to be đã có tính từ convenience. Bởi vậy, sau n cũng phải là một tính từ. Vậy từ rely chúng ta sẽ chuyển thành reliable. Public transport here is convenient and reliable. Câu số 4. Chúng ta thấy từ listen ở đây là một động từ. Vậy, sau động từ sẽ có trạng từ đi kèm từ attention chúng ta sẽ chuyển về trạng từ thành attentively. Hoa always listen attentively her favorite song. Câu số 5 ta có trước tax là một tính từ, bởi vậy từ beauty chúng ta phải chuyển thành tính từ beautiful. There are many beautiful parks in Hanoi. Number 6. Forest ở đây là nghĩa là rừng. Trong câu này chúng ta phải dịch nghĩa đó chính là nạn phá rừng là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Vậy thì từ forest ở đây chúng ta phải chuyển thành deforestation. Ta có deforestation is now a serious problem in Việt Nam. Number 7. Từ friend ở đây sẽ đứng sau động từ to be nên nó phải chuyển về tính từ là friendly. Hoa has a lot of friends as she is so friendly. Câu số 8. Chúng ta có surround là một động từ, tuy nhiên trong câu này đây là một câu bị động. Trường của tôi được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh. Chúng ta phải chuyển surround thành surrounded. Chúng ta lưu ý khi chia động từ, chúng ta phải chia đúng với thì và đúng với dạng chủ động hoặc bị động của câu. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau sang bài tập thứ hai. Exercise 2. Rewrite the following sentences using the words given. Câu số 1, ta thấy động từ forgot là một động từ ở quá khứ, bởi vậy chúng ta phải viết lại câu này sử dụng câu điều ước ở quá khứ. I wish I hadn't forgot Do birthday. Tôi ước rằng tôi đã không quên sinh nhật của bạn. Câu số 2, chúng ta có if only sẽ bằng với chủ ngữ cộng wish. Vậy sau if only sẽ là một mệnh đề. Câu này được viết lại như sau: If only my students spoke English fluently. Câu số 3. Đây là một điều ước trái với hiện tại. Hiện tại tôi không có máy tính thì tôi ước tôi có nên chúng ta sẽ dùng câu ước ở hiện tại. I wish I had a computer to get access to the internet. Tiếp theo câu số 4. Tomorrow là ngày mai, chúng ta sẽ sử dụng câu ước ở tương lai. Sẽ có dạng út cộng với động từ nguyên thể. Câu này được viết lại như sau. I wish It would be fine tomorrow. Câu cuối cùng có có yesterday, bởi vậy chúng ta phải sử dụng câu ước trong quá khứ. Câu này được viết lại. I wish I had gone to the meeting yesterday. Như vậy, chúng ta đã vừa ôn tập một số kiến thức cơ bản về câu điều ước và cấu tạo từ và làm một số bài tập vận dụng. Bây giờ Các em hãy ghi chép bài tập về nhà. Homework. Give the correct form of the verb in the brackets. 1. I wish I not tell him about it. Number 2. Hoa knows a little English, so she wish she can speak it fluently. Number 3. I wish I know how to mend this sir. Number four, I wish I not try to repair my bike yesterday. Number five, I wish they come to see us someday. Six, Ba wishes he study harder for the final exam. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em ôn tập đạt kết quả tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng sau. Goodbye and see you again.